Các bạn đang nghe truyện ta đánh cắp dòng thời gian trên kênh TV Audio CV. Chương 1648, ác quỷ sau lưng. Ha ha ha. Trong tiếng cười cuồng loạn, tình trạng bị sức mạnh tiêu cực ăn mòn của phong kỳ trở nên trầm trọng hơn. Chỉ thấy những đường vân kỳ dị dữ tận lan tràn trên cơ thể hắn, con ác quỷ dữ tận mơ hồ sau lưng cũng trở nên rõ ràng. Rõ ràng sự sống đằng sau cũng nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếng chuông lại vang lên rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề chỉnh tề từ xa đến gần. Chỉ thấy sau những tờ giấy vàng bay lả tả, một đội quân bộ xương toàn thân được trang bị vũ khí, cao hơn 3 mét, cầm rìu chiến, búa chiến và các loại vũ khí khác, bước những bước chân chỉnh tề tiến đến. Đối mặt với sự cản trở, tốc độ của phong kỳ không giảm, ngược lại còn đột nhiên tăng nhanh. Đao quỷ trong tay đột nhiên vung về phía trước. Chỉ thấy một vòng cung màu xám quét về phía trước, với tốc độ cực nhanh xuyên qua cơ thể những chiến binh bộ xương, chúng lập tức dừng lại tại chỗ, như thể mất đi liên lạc với sự tồn tại đằng sau. Ma đao tích tụ sức mạnh cũng nhanh chóng hành động theo. Cơ thể nghiêng về phía trước khi chạy, nghiêng và xoay từ phải sang trái, ma đao tích tụ sức mạnh sau khi được nâng lên đến điểm cao nhất thì đột ngột tăng lên đến 60m, giống như một ngọn núi đen kịp đè xuống. Khi ma đao rơi xuống, luồng sóng xung kích tạo ra ngay lập tức làm vỡ các tòa nhà hai bên, tàn tích của các tòa nhà bay ngang hóa thành tro bụi thổi về hai bên, đội quân chiến binh bộ xương trên đường chính càng bị ma đao đập xuống đất. Trắc! Sử dụng ma đao quá mức, cánh tay phải của Phong Kỳ phát ra tiếng xương gãy, lập tức trật khớp. Nhưng cơn đau này không hề ảnh hưởng đến Phong Kỳ chút nào. Những cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đầu khiến hắn chỉ muốn tiếp tục giết chóc, giết chóc không ngừng nghỉ năng lượng khí huyết từ ma đao thấm vào cơ thể hắn xương cánh tay phải gãy tự động lành lại cùng với việc ma đao co lại trở về hình dạng ban đầu phong kỳ lại một lần nữa dơ ma đao lên thân hình ngồi xổm trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười dữ tợn đồng thời mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống thân hình hắn một lần nữa biến thành luồng sáng bắn về phía trung tâm thành phố phía trước càng ngày càng có nhiều sinh vật tử vong ra cảng đường nhưng dưới sự phối hợp của hai thanh đao của phong kỳ không có sinh vật tử vong nào là đối thủ đao quỷ chém ý thức mà đao phá hủy thân xác tốc độ chạy của phong kỳ ngày càng nhanh ý thức tiêu cực bị phong ấn trong đáy lòng cũng xuẩn xuẩn dục động lúc này bắt đầu tấn công vào tinh thần thức hải của phong kỳ muốn thoát khỏi xiềng xích tâm cảnh hòa nhập vào hình thái thể tiêu cực ầm um, ầm um, ầm um các bụi bốc lên theo chuyển động của phong kỳ không ngừng tiến về phía trung tâm thành phố số lượng sinh vật tử vong dọc đường ngày càng nhiều ngoài những sinh vật tử vong dạng năng lượng còn xuất hiện rất nhiều sinh vật tử vong dạng thực thể hung linh ác linh chiến binh bộ xương cương thú chúng điên cuồng lao về phía phong kỳ cố gắng ngăn cản bước chân hắn tiến lên trong tiếng cười cuồng loạn phong kỳ liên tục vượt qua giới hạn chịu đựng của thân xác dưới sự gia trì của sức mạnh tuyệt cường tinh thần và thể xác của hắn phải chịu áp lực nặng nề của hai loại sức mạnh sức mạnh tiêu cực mà đao quỷ đại diện không ngừng ăn mòn ý thức tinh thần của hắn giống như vô số xúc tu vương ra từ địa ngục muốn kéo hắn xuống địa ngục mà đao mang lại sự vận hành quá tải khiến cơ thể hắn chịu áp lực cực độ cơ thể chịu áp lực không thể diễn tả thành lời trong quá trình đó xương gãy rồi lại lành đạt đến điểm giới hạn chịu đựng của cơ thể khi bóng hình khủng khiếp cầm lưỡi hái xuất hiện ở phía trước, ngọn lửa đen kịt bùng cháy trong lòng Phong Kỳ. Thử thách đăng thần bắt đầu vào lúc này. Chỉ thấy trên bề mặt Ma Đao xuất hiện một đường vân màu đen di chuyển, sau đó đột nhiên sáng lên. Đao quỷ Tu La sao chép Ma Đao cũng sáng lên đường vân giống hệt vào lúc này. Tiến gần đến bóng hình khủng khiếp cầm lưỡi hái, thân hình Phong Kỳ đột ngột nhảy lên, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt giống như hai mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hai thanh đao đồng thời chém xuống bóng hình khủng khiếp bóng hình khủng khiếp cầm lưỡi hái cũng vung lưỡi hái lên đón đỡ vào lúc này thân hình đang xen lướt qua phong kỳ quỳ một gối xuống đất cơ thể phun ra sương máu vô số vết nứt nhỏ hiện ra máu chảy ròng ròng hắn thè lưỡi liếm máu ở khóe miệng mùi máu tanh tràn ngập trong miệng phong kỳ từ từ đứng dậy không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước sau lưng hắn bóng hình khổng lồ cầm lưỡi hái có một vết dao hình chữ X ở ngực xuyên thủng cơ thể ầm sau tiếng nổ lớn bóng hình cầm lưỡi hái nổ tung năng lượng tản mát đuổi theo bóng lưng phong kỳ rời đi trong quá trình vết chóc mà trưởng thành sau khi trạng thái thử thách đăng thần được mở ra phong kỳ mất kiểm soát đã biến bản thân thành một con dao nhọn áp lực bên ngoài chính là đá mài cơ thể quá tải chỉ có hai kết cục hoặc bị ngoại lực mài mòn hoặc hoàn thành quá trình lột xác dưới áp lực nặng nề. Tiếng cười cùng loạn lan về phía trước, thân hình phong kỳ lùng lách giữa những sinh vật tử vong. Nơi đao quỷ đi qua, những sinh vật tử vong đều hóa thành tượng đá màu xám rồi tan biến, nơi ma đao bên phải đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy. Hơi chết tỏa ra từ những sinh vật tử vong không đáng kể trước hơi thở hủy diệt tỏa ra từ nhân cách tiêu cực và hơi thở giết chóc tỏa ra từ ma đao, không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Ma đao đại diện cho sự giết chóc tột cùng, thử thách đăng thần cũng lấy giết chóc làm cơ sở để hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển. Cảm xúc tiêu cực không có tình cảm đại diện cho sự hủy diệt tột cùng, trong đáy lòng có ham muốn hủy diệt vô tận đang bùng cháy. Hai loại tà ác tột cùng hòa làm một. Lúc này, hắn chính là cái ác tột cùng. Trong quá trình giết chóc, cảm xúc tiêu cực của hắn được giải tỏa triệt để. Nhưng việc giết chóc không khiến cảm xúc tiêu cực của hắn được giải tỏa, ngược lại còn càng thêm phình to. Giống như con quỷ thoát khỏi lồng giam đã nếm được mùi máu, hoàn toàn đắm chìm trong cơn cuồng hoang do máu mang lại. Ha ha! Ha ha ha! Trong tiếng cười điên cuồng, Phong Kỳ tiến lên nhanh chóng, nơi hắn đi qua xương cốt bay tứ tung. Dết! 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 Phong Kỳ ở hình thái song đao tu la đồng thời nắm giữ khả năng tấn công tinh thần và khả năng phá hủy thể xác tục cùng. Ngay cả ý thức của Ma Đao cũng bị hắn ảnh hưởng, trở nên đầy sát khí. Tiếng chuông cũng trở nên gấp gáp vào lúc này. Tiếng chuông liên tục vang lên trong đầu giống như một loạt mệnh lệnh được đưa vào đầu. Phong Kỳ cầm song đao đứng lại vào lúc này. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên không rõ ràng dưới ảnh hưởng của tiếng chuông. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn lại một lần nữa rơi vào thế giới ảo ảnh. Những tờ giấy vàng bay lơ lửng xung quanh biến mất con phố đổ nát trở lại như cũ chỉ thấy một bóng hình vĩ đại từ trung tâm thành phố bay lên biến thành một bóng hình màu vàng như núi bóng hình này được bao quanh bởi bồ chú trên người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ hơi thở thánh khiết phả vào mặt bóng hình này giống như một vị thần không nhiễm bụi trần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nhìn bóng hình này từ xa bộ não của phong kỳ liên tục nói với hắn rằng đây là thần là sự tồn tại tối cao không thể chống lại và không thể chống tự Trước mặt thần, hãy buông dao đồ tể. Lệnh sửa đổi nhận thức liên tục tràn vào đầu phong kỳ, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ bối rối. Hắn biết mọi thứ mình nhìn thấy đều là giả nhưng bộ não lại dần tin vào ảo giác giả tạo và coi đó là sự thật. Ngay khi hắn chuẩn bị buông lỏng tay đang nắm chặt ma đao và quỷ đao, hai giọng nói điên cuồng đồng thời vang lên trong đầu hắn, giết. Khi phong kỳ sắp lạc lối, năng lượng tiêu cực và năng lượng mà ma đao giải phóng đồng thời tăng vọt ý thức của ma đao một lần nữa cảm nhận được hơi thở của thần vật kỳ tích chính hơi thở này đã kích thích ma đao đến cùng cực quỳ xuống trước thần vật kỳ tích đây là sự sỉ nhục mà ma đao tuyệt đối không thể chấp nhận ngay từ khi hắn lấy thân đúc đao hắn đã lấy việc đập tan thần vật kỳ tích làm tâm đao sao có thể quỳ gối ta là phàm vật cũng có thể giết thần giết giọng nói điên cuồng của ma đao vang lên trong đầu hắn ngọn lửa quấn quanh ma đao cũng bùng lên dữ dội ngọn lửa bốc lên khiến biểu cảm của phong kỳ trở nên vô cùng dữ tợn nhân cách tiêu cực cũng bị kích thích vào lúc này trong mắt nhân cách tiêu cực thế giới này không nên có thần nắm giữ trật tự mọi thứ đều phải quy về hư vô và hỗn loạn hủy diệt và tử vong mới là chân lý thế giới này không cần thần càng không có ai có thể trở thành thần của hắn nếu có thần vậy thì giết thần giết giọng nói khàn khàn của nhân cách tiêu cực vang lên trong đầu phong kỳ ngay sau giọng nói của ma đao trong hình thái cái ác tột cùng hắn không tin có bất kỳ vị thần tối cao nào ngay cả khi lệnh sửa đổi nhận thức liên tục được đưa vào não hắn vẫn không thể ảnh hưởng đến cái ác đã ăn sâu vào xương tủy hắn phong kỳ từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình vĩ đại tỏa ra hơi thở thánh khiết trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười dữ tận tên khốn thử khống chế ta lần nữa xem dứt lời, hắn đồng thời dơ cao quỷ đao và ma đao. Ngọn lửa màu xám và đen tuyền làm nổi bật biểu cảm vô cùng độc ác của hắn, đôi mắt xám đen sâu thẳm như vực thẳm địa ngục. Cùng với khí thế trên người phong kỳ tăng lên, những con quỷ sương mù sau lưng hắn dần mở rộng thân hình, trở nên vô cùng to lớn, há miệng về phía bóng hình thánh khiết, phát ra tiếng gầm rú như sấm. Hai thanh đao dơ cao lúc này hạ xuống, luồng sáng màu xám và đen tuyền lao thẳng về phía trước, muốn giết thần hai thanh đao chém ra phía trước những luồng sáng màu xám và đen nhắc chém này xé toạt bức màn hư ảo cũng xé nát vị thần tối cao trong ảo cảnh thành từng mảnh trong hình dạng tu la ác quỷ trong lòng phong kỳ không có thần linh khi bức màn ảo cảnh tan đi hắn từ từ ngẩng đầu lên dưới ánh trăng sáng những con phố xung quanh một lần nữa biến thành đống đổ nát những tờ giấy vàng rách nát bay đầy trời hắn giơ ma đao lên chỉ về phía trung tâm thành phố nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt càng rõ hơn. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng như một lời chế giễu vô tình, thách thức sinh mệnh đứng sau màn ở trung tâm thành phố. Cơ thể từ từ hạ thấp, cơ thể của phong kỳ căng cứng, giống như một con hổ dữ sắp lao vào bắt mồi. Con quỷ dữ màu đen sau lưng theo ý muốn của phong kỳ há to miệng, nhìn về phía trung tâm thành phố và phát ra tiếng gầm rú như sấm. ầm, mặt đất đột nhiên sụp xuống, Đồng thời cơ thể của Phong Kỳ biến thành luồng sáng đối xứng màu xám và đen lao về phía trước, lao thẳng về phía sinh vật tử thần đang lao tới. Zít. Trong tiếng hét điên cuồng, con dao quỷ trong tay Phong Kỳ bị ngọn lửa màu xám nuốt chửng, luồng khí đao vung ra không ngừng mở rộng khi tiến về phía trước, giống như một đám mây sương mù màu xám sắp che khuất mặt trăng. Lĩnh vực tinh thần của những cảm xúc tiêu cực bao trùm phía trước ngay lập tức những sinh vật tử thần không có trí tuệ bị cắt đứt liên lạc tinh thần với sinh mệnh đứng sau màn ngay lập tức. Còn những sinh vật tử thần có trí tuệ thì chỉ có sự kinh hoàng trong mắt. Khi sức mạnh của con dao quỷ giáng xuống, chúng thậm chí không kịp phản kháng, ý thức đã bị kéo vào lĩnh vực tinh thần tiêu cực. Tuyệt vọng, sợ hãi, hủy diệt. Lĩnh vực tinh thần tiêu cực có sự dày vò tinh thần không ngừng, giống như cực hình 18 tầng địa ngục, khiến chúng dần chìm vào tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát đối với thể xác lúc này phong kỳ cũng giơ ma đao lên luồng khí đao cùng bạo mang theo sự căm ghét của ma đao đối với thần vật kỳ tích quét về bốn phía ma đao đột nhiên mở rộng giống như lưỡi hái tử thần quét ngang qua lập tức quét sạch một vùng chân không những sinh vật tử thần tiếp xúc với ma đao biến thành tro bụi bay đi luồng khí đao còn lại còn thanh tẩy bốn phía gây ra động đất lúc này Ý thức của Phong Kỳ đang ở trạng thái nửa chìm nửa nổi, lý trí dần mất đi. Bị dục vọng bản năng thúc đẩy, lúc này hắn chỉ muốn giết chết sinh mệnh đứng sau màn đã khiêu khích hắn. Ngay cả khi ngài là thần, trong tiếng cười điên cuồng, Phong Kỳ đi qua một nhóm sinh vật tử thần, con dao quỷ và ma đao kéo theo đuôi năng lượng màu xám và đen khi tiến về phía trước. Không cần ngoảnh lại, những hạt năng lượng tản ra sau khi sinh vật tử thần vỡ vụn bay đến dưới sự kéo của ma đao, bị ma đao hấp thụ và chuyển hóa những mảnh xương vỡ nát bắt đầu lành lại dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng dừng lại một lát phong kỳ lại lao về phía trung tâm thành phố trong thời gian đó xương của hắn vỡ vụn rồi lại lành lại cơ thể luôn ở bên bờ vực sụp đổ cũng chính áp lực này đã trở thành động lực giúp hắn trưởng thành khi thể lực cạn kiệt luôn có sức mạnh mới trào dâng trong cơ thể hắn giống như đá mài từng chút một nâng cao sức mạnh của hắn đạt được giới hạn chịu đựng cao hơn trong trạng thái khiêu chiến đăng thần tiềm năng cơ thể của phong kỳ không ngừng được khai phá ma đao đã từng giải thích chi tiết về thử thách đăng thần hắn cho rằng thử thách đăng thần thực chất là một cách phát triển tiềm năng đến mức cực hạn cách tu luyện này cũng có thể gọi là thích ứng để phát triển nhờ đặc tính của ma đao người cầm đao sẽ có được khả năng thích ứng để phát triển giới hạn cơ thể sẽ liên tục được nâng cao điểm này có phần giống với quá trình mê vụ chi chủ thích ứng với quy tắc của thế giới loài người điểm khác biệt nằm ở chỗ mê vụ chi chủ dựa vào ý chí để thúc đẩy sức mạnh ý chí kỳ diệu đập tan lõi cơ thể của mình rồi tái tổ hợp như vậy mới hoàn thành việc tái tạo nhưng thử thách đăng thần của ma đao không có khái niệm đập tan rồi tái tổ hợp chỉ có thích ứng một cách cưỡng ép giống như sinh vật trên cạn rơi xuống biển sâu Đối mặt với hoàn cảnh không thể thở được thì phải tiến hóa khả năng hô hấp dưới nước ở vùng nước sâu. Cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ, giống như sinh vật trên cạn rơi xuống biển sâu. Đặc tính của ma đao có thể khiến vật chủ tiến hóa trong tình trạng cực hạn để thích ứng với thể chất của giai đoạn này, sau đó thông qua việc khai thác tiềm năng để hoàn thành bước đột phá giới hạn. Tu luyện thử thách đăng thần chính là nâng cao giới hạn trong từng tình trạng cực hạn. Mỗi lần thích ứng với một giai đoạn cực hạn thể chất của người cầm đao sẽ được cải thiện đáng kể. Lúc này Phong Kỳ đang ở trên bờ vực giới hạn thể chất mới. Trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thích ứng với giới hạn, sau đó phá vỡ xiên xích giới hạn này để hoàn thành bước đột phá về thể chất. Hoặc là chết. Dưới hình dạng tu la ác quỷ, Phong Kỳ không hề sợ hãi, điên cuồng khai thác tiềm năng của cơ thể, lẫn quẩn trên bờ vực cái chết. Khi Phong Kỳ đến khu vực trung tâm thành phố, cơ thể hắn đã trở nên tàn tạ, máu hòa với mồ hôi chảy dọc theo cơ thể, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước là một trận pháp màu xanh khổng lồ, một chiếc chuông trong suốt màu xanh lơ lửng ở khu vực trung tâm trận pháp, không có gió mà vẫn đung đưa, phát ra âm thanh mê hoặc lòng người. Âm thanh này giống như ý chỉ của thần linh, không ngừng nhồi nhét vào đầu óc, cố gắng thay đổi nhận thức của hắn. Nhưng trong trạng thái cực ác, hắn đã phớt lờ sự tổn thương khi nhận thức bị thay đổi. Bên dưới chiếc chuông màu xanh, có một con ác thú hung dữ cao hơn 7 mét, toàn thân tỏa ra tử khí màu đen. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, trong mắt lóe lên ánh hung dữ, bốn chân chạm đất nối với trận pháp trên mặt đất, hơi thở ra ngọn lửa tử khí màu mặt xanh lục luân chuyển trong miệng và mũi, hung uy tỏa ra trên người nó giống như một ngọn núi nặng nề, trấn áp không gian này. Chỉ cần nhìn nhau, Phong Kỳ đã cảm thấy áp lực nhưng hắn không hề hoảng sợ ngược lại còn nở một nụ cười dữ tợn trên mặt máu chảy dọc theo cánh tay cầm đao xuống chui đao rồi chảy đến mũi đao nhỏ xuống khí thế trên người hắn cũng bắt đầu tăng lên từng chút một trong trạng thái tu luyện thử thách đăng thần cơ thể hắn giống như người chết đuối đang vùng vẫy điên cuồng cố gắng phá vỡ xiềng xích giới hạn để hoàn thành sự lột xác hơi thở tỏa ra từ con ác thú khiến cơ thể phong kỳ hoàn toàn kích hoạt và phấn khích cơ thể hắn run rẩy ngọn lửa màu xám và màu đen tuyền đang xen cháy trên cơ thể đối mặt với sự khiêu khích của phong kỳ con ác thú ngửa đầu tru lên sóng âm kinh hoàng biến thành sóng xung kích tấn công liên tiếp vào cơ thể phong kỳ mặt trăng sáng trên đầu con ác thú trở nên sáng hơn như đang đáp lại tiếng tru của con ác thú con ác thú lúc này tiến lên một bước trận pháp màu xanh dưới chân nó lập tức được kích hoạt vô số phù văn kỳ lạ thoát khỏi trận pháp bắt đầu bay quanh trận pháp hơi thở kinh hoàng tỏa ra khắp nơi. Phong kỳ lúc này dơ ma đao lên, chỉ về phía con ác thú, giết. Hắn không lùi lại, ngược lại còn chủ động xông vào trận pháp. Khi cơ thể phong kỳ hòa vào trận pháp, vị trí trận nhãn lóe lên ánh sáng rực rỡ, trận pháp được kích hoạt hoàn toàn. Lần này tiếng chuông vang lên bên tai phong kỳ trở nên rõ ràng. Các phù văn trôi nổi trong trận pháp tự động kết hợp, thế giới trước mắt hắn bắt đầu thay đổi chỉ thấy vô số bóng dáng bộ xương từ hư không xuất hiện lao về phía hắn mà đao trong tay phong kỳ biến thành lưỡi đao khổng lồ quét ngang lập tức rất nhiều bóng dáng bộ xương tan rã biến thành những phù văn màu xanh nhảy múa rồi lại kết hợp lại ngay lập tức càng ngày càng có nhiều bóng dáng bộ xương xuất hiện đối mặt với những sinh vật chết chóc do phù văn tụ hợp lại phong kỳ phát ra tiếng cười điên cuồng cuộc tàn sát điên cuồng bắt đầu những sinh vật bộ xương giống như những con sóng không bao giờ giết hết được, từng đợt từng đợt ập đến, phong kỳ chìm đắm trong trận pháp, không ngừng giết chóc. Ngay lúc này, hung uy từ phía sau ập đến. Cơ thể phong kỳ theo bản năng quay lại, ma đao đột nhiên vung ra. Sau khi quay lại, hắn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, ma đao chém xuống cũng không trúng mục tiêu, sau đó cơ thể hắn như bị đâm vào một đoàn tàu hỏa đang chạy với tốc độ cao, dưới sự tấn công của lực mạnh, hắn bị đẩy lùi về phía sau ầm cơ thể hắn bị đẩy lùi đập vào bức tường trận pháp há miệng ho ra một bãi máu tươi chưa kịp định thần hung uy vô hình lại áp sát nhưng trong mắt phong kỳ chỉ nhìn thấy những sinh vật bộ xương do phù văn kết hợp lại nhưng lại không phát hiện ra con ác thú vô hình cơ thể lại theo bản năng vung ma đao ma đao vung ra vẫn không trúng cơ thể dưới lực phản hồi của lực mạnh lại ho ra máu bị lực mạnh đánh bay ngang thân hình chưa kịp hạ xuống ma đao và quỷ đao trong tay phong kỳ đâm xuống đất tạo thành hai vết hằn thân hình xoay chuyển trên không trung rồi vững vàng hạ xuống trắc tiếng xương gãy vang lên nhưng phong kỳ không để ý ánh mắt nhìn thẳng về phía trước tìm kiếm bóng dáng con ác thú tiếng chuông bên tai vang lên dưới sự gia trì của trận pháp sức mạnh mê hoặc tăng lên đáng kể lần này che khuất tầm nhìn của hắn đối với con ác thú khiến hắn không thể tìm ra bóng dáng của con ác thú ngay lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy bóng dáng con ác thú xuất hiện sau lưng hắn hung dữ lao về phía hắn móng vuốt dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng sắc bén cùng lúc đó hắn lại cảm nhận được hung uy từ phía trước ập đến đối mặt với sự lựa chọn hắn chọn tuân theo cảm nhận hơi thở đột ngột dơ ma đao lên vung về phía trước một đòn thế mạnh không có lực cản nào rơi xuống đất khiến mặt đất trung chuyển nhưng không trúng con ác thú. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy lưng mình bị đánh mạnh, cơ thể ngã thẳng về phía trước. Khi thân hình lăn xuống đất, hắn há miệng ho ra một bãi máu tươi, có thể nhìn thấy trong máu có những mảnh vỡ của nội tạng. Liên tiếp bị đánh mạnh, cơ thể phong kỳ vô cùng nguy cấp. Hắc hắc! Nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, hắn run rẩy đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững, Cơ thể hắn đã bị một lực vô hình đẩy lên trời, trên không trung, cơ thể hắn lại bị một lực từ bên cạnh đâm vào. Ánh sáng bạc lóe lên, cơ thể Phong Kỳ bay ngang dọc trên không trung, không thể hạ cánh. Dưới những đòn tấn công liên tiếp, cơ thể tàn phá dù có ma đao gia trì nhưng tốc độ phục hồi đã không thể theo kịp tốc độ bị phá hủy. Xương trên cơ thể hắn bắt đầu gãy nát diện rộng, nội tạng vỡ vụn. Năng lượng còn lại không nhiều, liều chết một phen thôi nghe thấy giọng nói của ma đao, phong kỳ khó khăn dơ ma đao lên. dưới sự ảnh hưởng của ý thức hắn, ma đao thoát khỏi tay phải của hắn, trên không trung đột nhiên tăng vọt, giống như cây định hải thần châm đột nhiên rơi xuống. ầm, ừ, ma đao nặng như núi đè xuống đất, bùng phát sát ý kinh khủng, đánh tan những sinh vật bộ xương gần đó thành tro bụi, cũng đánh lui con ác thú đang áp sát. phong kỳ có được thời gian thở dốc, trực tiếp rơi xuống đất, cơ thể rũ xuống khó khăn dơ tay phải lên lập tức ma đao đâm xuống đất tự động quay về bị hắn nắm chặt trong tay phải năng lượng máu thịt trong ma đao điên cuồng tràn vào cơ thể hắn nội tạng và cơ thể tàn phá bắt đầu nhanh chóng phục hồi tiểu tử kỳ còn nhớ tâm nhãn lĩnh vực không phong kỳ gần như mất kiểm soát không trả lời ma đao phát ra tiếng cười điên cuồng sau đó cắm quỷ đao và ma đao xuống đất lúc này hắn duỗi hai tay đâm vào mắt mình hai con ngươi bị ngón tay hắn đâm thủng máu bắn ra khi hai tay hắn một lần nữa nắm chặt quỷ đao và ma đao, ý thức cảm nhận lan tỏa về phía trước. Không có ảnh hưởng của thị giác, cảm nhận của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, ngọn lửa khiêu chiến đăng thần trong lồng ngực cũng bùng cháy dữ dội hơn. Phong kỳ như theo bản năng bắt đầu thử nghiệm một phương pháp chiến đấu mà ma đao từng dạy, tâm nhãn lĩnh vực. Phương pháp chiến đấu đặc biệt này đến từ người cầm đao thứ năm của Ma Đao. Hắn là một trong những người cầm đao mạnh nhất trong mắt Ma Đao người cầm đao thứ năm có thiên phú xuất chúng nhưng trong một lần tu luyện khiêu chiến đăng thần đã bị độc tố ăn mòn đôi mắt mất đi thị lực chất độc này rất đặc biệt ngay cả năng lượng máu thịt mà ma đao cung cấp cũng không thể chữa lành may mắn sống sót người cầm đao thứ năm đã có một thời gian tự hủy hoại bản thân nhưng cuối cùng hắn vẫn vật lộn vượt qua tuyệt vọng chấp nhận hiện trạng của mình và bắt đầu tiến hành huấn luyện chiến đấu trong trạng thái không có thị giác trong thời gian này người cầm đao thứ năm đã lĩnh ngộ một phương pháp chiến đấu thông qua cảm nhận và gọi nó là tâm nhãn lĩnh vực dưới tâm nhãn lĩnh vực sơ hở thị giác sẽ không tồn tại càng không tồn tại điểm mù thị giác phong kỳ thông qua trí nhớ bắt đầu thi triển tâm nhãn lĩnh vực dưới cảm nhận của tâm nhãn lĩnh vực trận pháp dưới chân trở nên vô cùng rõ ràng hắn không chỉ có thể nhìn thấy quỹ đạo vận hành của trận pháp thậm chí còn nhìn thấy trận nhãn không ngừng di chuyển và thay đổi vị trí năng lượng cuối cùng toàn bộ cho ngươi trong tiếng gầm rú của ma đao năng lượng còn lại tràn vào cơ thể phong kỳ cơ thể hắn như được bơm căng cơ bắp trên người trở nên cứng như đá gào trong tiếng gầm rú đôi đồng tử sâu thẳm của phong kỳ bùng cháy ngọn lửa dưới ánh trăng tròn sáng tỏ cơ thể đầy thương tích tràn đầy sự chấn động về thị giác lúc này một bóng hình màu xanh mờ ảo xuất hiện trong cảm nhận tâm nhãn của phong kỳ Cuộc tấn công lén lút không tiếng động lần này không có hiệu quả, quỷ đao trong tay Phong Kỳ hóa thành ảo ảnh đâm ra. Con ác thú dường như rất sợ quỷ đao, thân hình trên không trung dừng lại, trực tiếp né tránh thế công của quỷ đao, sau đó phát động tấn công từ bên sườn. Phong Kỳ phát hiện ra sơ hở, cười toe toét. Quỷ đao thoát khỏi tay, trên không trung đổi hướng rồi được Phong Kỳ nắm chặt, sau đó hóa thành luồng sáng đâm về phía con ác thú. Con ác thú lại né tránh nhưng chưa kịp hạ cánh ma đao trong tay phải của phong kỳ đã tích tụ sức mạnh đột nhiên mở rộng giống như một ngọn núi đen kịp đập xuống trong tiếng kêu thảm thiết con ác thú bị ma đao đập xuống đất trận pháp theo đó rung chuyển gần như sụp đổ cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể phong kỳ ngửa mặt lên trời gào dài mái tóc dài đen bay phấp phới không gió sau đó hắn nâng ma đao lên một lần nữa đập xuống ầm 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 mặt đất không ngừng rung chuyển, cơ thể con ác thú không ngừng chìm xuống. Sử dụng ma đao quá mức, cơ thể phong kỳ cũng gần như sụp đổ nhưng hắn không dừng tay, tiếp tục thúc đẩy ma đao liên tục. Trắc lúc này cánh tay phải bị gãy, tay phải nắm chặt ma đao run rẩy khó có thể giữ chặt ma đao. Nhưng trên mặt phong kỳ lại lộ ra vẻ điên cuồng. Cùng với việc ma đao thu nhỏ lại, hắn kéo ma đao đi về phía kẻ thủ ác luôn ẩn núp sau màn này chuẩn bị kết thúc hoàn toàn cuộc chiến đến trước con ác thú đã hấp hối đôi mắt trống rỗng của phong kỳ bùng cháy ngọn lửa nhìn thẳng vào con ác thú yếu ớt lúc này quỷ đao từ từ giơ lên ngọn lửa màu xám bùng cháy hạ xuống trong ánh mắt kinh hoàng của con ác thú khi quỷ đao đâm vào ngực con ác thú biểu cảm kinh hoàng của con ác thú đột nhiên trở nên mơ hồ lần này vận may xoay chuyển ảo cảnh trở thành sân nhà của phong kỳ thế giới trước mắt con ác thú thay đổi những tờ giấy vàng bay lượn biến thành ngọn lửa đang cháy dưới chân là vùng đất cháy xém có dung nham chảy nơi đây không có sự sống thậm chí cả tử khí cũng không tồn tại đây là một thế giới hỗn loạn tinh thần được cấu thành từ những cảm xúc tiêu cực nhân cách tiêu cực của phong kỳ cũng xuất hiện trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực này ở đây cơ thể hắn bùng cháy ngọn lửa màu xám trên người tỏa ra hơi thở hủy diệt phía sau là ngai vàng hủy diệt được tạo thành từ xương cốt. Lần này, Phong Kỳ mới là vị thần nắm giữ mọi thứ. Chào mừng đến với địa ngục của ta. Trong tiếng cười khàn khàn điên cuồng, vòng luân hồi ra tấn con ác thú bắt đầu. Trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực, ngọn lửa tiêu cực thiêu đốt mọi thứ bùng cháy dữ dội. Ý thức của con ác thú đến đây lúc này đã bị đốt cháy. Dưới sự xói mòn và thiêu đốt của tiêu cực, ý thức của con ác thú rung rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm thiết nó bắt đầu trải qua vòng luân hồi đau khổ không có hồi kết mỗi khi con ác thú cho rằng ý thức của mình sắp sụp đổ và chết đi thì đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình vẫn đang ở trong ảo cảnh tiêu cực những vết thương trên người biến mất không thấy đâu sự tra tấn mới lại bắt đầu muốn chết không được muốn sống cũng không xong ý thức của con ác thú dưới sự tra tấn không ngừng gần như tê liệt rơi vào trạng thái mơ hồ nhân cách tiêu cực của phong kỳ như một vị thần cao cao tại thượng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn con ác thú vùng vẫy kêu gào dưới sự khống chế của hắn tiếng cười khàn khàn điên cuồng liên tục đâm vào tai con ác thú trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực không có khái niệm thời gian cũng không biết đã qua bao lâu phong kỳ còn muốn tiếp tục tra tấn con ác thú tiếng cười đột nhiên dừng lại sau đó thân ảnh nhạt dần biến mất trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực trận chiến cường độ cao, cơ thể phong kỳ đã gần như sụp đổ. Khi bản thể rơi vào hôn mê, lĩnh vực tinh thần tiêu cực cũng theo đó sụp đổ. Nhân cách tiêu cực đang trong trạng thái giết chóc điên cuồng cũng theo đó chìm vào giấc ngủ, ý thức tiêu cực lúc này mới khôi phục lại sức mạnh của mình, chui ra khỏi cơ thể phong kỳ. Bên ngoài, phong kỳ hôn mê, quỷ đao trong tay hắn biến mất, chỉ còn ma đao lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra ánh sáng đen. Lúc này, cơ thể phong kỳ giống như một tràng pháo nổ phát ra tiếng lách tách máu gân cốt ngũ tạng lục phủ cơ thể hắn sau khi hoàn thành tu luyện thử thách đăng thần cuối cùng đã phá vỡ giới hạn bắt đầu lột xác trưởng thành mà đao dung hợp với cơ thể không ngừng giải phóng năng lượng cuối cùng bao bọc phong kỳ bên trong tạo thành một cái kén đen phong kỳ đang ngủ cuộn tròn cơ thể giống như phôi thai trong bụng mẹ bên trong cơ thể nảy sinh sức sống mãnh liệt mỗi lần hít thở, thực lực của hắn lại tăng lên một phần. Đây chính là sức mạnh của tu luyện thử thách đăng thần, phá vỡ giới hạn hắn bắt đầu được tái sinh. Tiếng tim đập yếu ớt trong trạng thái tái sinh dần trở nên rõ ràng. Đập, 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 mỗi lần tim đập, máu sẽ được truyền vào sức sống mạnh mẽ, sau đó chảy khắp cơ thể, nuôi dưỡng từng ngóc ngách của cơ thể. Trong lúc phong kỳ tái sinh, trận pháp màu xanh bao phủ phạm vi vài dặm, Khắc trên mặt đất biến mất, chiếc chuông màu xanh lơ lửng trên không trung hóa thành dòng chảy đến vị trí cổ của con ác thú sắp chết, kéo dài dây đeo quấn quanh cổ con ác thú. So với dáng vẻ hung dữ bá đạo trước đó, thể xác và tinh thần của con ác thú đã bị Phong Kỳ đánh cho trọng thương. Cơ thể theo bản năng bắt đầu tiêu hóa năng lượng máu thịt của chính mình, duy trì sự sống. Điểm này rất giống với Lôi Đình bị thương nặng lúc trước. Trong trường hợp không có nguồn năng lượng bên ngoài bổ sung, cơ thể lôi đình để duy trì sự sống đã ăn mất lõi năng lượng và năng lượng máu thịt trong cơ thể, khiến thể chất và thực lực của hắn ta giảm xuống mức ban đầu. Theo cách, ăn chính mình, giúp cơ thể hấp thụ năng lượng, để cơ thể vốn đã sắp chết dần dần hồi phục sức sống. Cơ thể con ác thú trong quá trình tự nuốt chửng liên tục bị tiêu hóa thu nhỏ lại, chiếc chuông treo trên ngực cũng theo đó mà thay đổi kích thước, tạo thành sự tương phản rõ nét với phong kỳ. Phong kỳ từng giây từng phút đều trở nên mạnh mẽ hơn. Con ác thú từng giây từng phút đều trở nên suy yếu hơn. Mất đi sự khống chế của con ác thú, tiểu u và những người khác bị bóp méo nhận thức tỉnh lại, mở mắt ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy trong thành phố toàn là tàn tích kiến trúc, mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây nước nẻ chằng chịt. Giống như vừa mất tập trung một chút, sau đó mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Trong đó lôi đình phản ứng đầu tiên, tầm mắt hướng về phía trung tâm thành phố sau đó trầm giọng nói ở đó qua đó xem thử dứt lời thân hình lôi đình nhảy lên trên không trung hóa thành một đạo điện hồ quang màu tím bắn về phía trung tâm thành phố tiểu u và phá giáp cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề lập tức thúc giục mặt nạ bay theo lôi đình bay về phía trung tâm thành phố đợi đến khi bọn họ đến trung tâm thành phố đập vào mắt là một hố sâu chỉ thấy bên trong hố sâu có một cái kén đen lớn đập như trái tim không xa còn có một con ác thú đang hôn mê tầm mắt lôi đình lướt qua phong kỳ đang trong trạng thái tái sinh tập trung vào con ác thú không do dự lúc này hắn trầm giọng nói không được để nó hồi phục dứt lời lôi đình không đợi tiểu u và phá giáp vội vã chạy đến liền sấm sét ra tay với con ác thú trước hiểu được lôi đình muốn bóp chết nguy hiểm tiềm tàng phá giáp lập tức hóa thân thành quỷ mị Thân hình lóe lên theo sau, quyết định cùng ra tay chém giết con ác thú. Nhưng chưa kịp đến gần, chiếc chuông treo trên cổ con ác thú đã phát ra tiếng kêu. Ngay lập tức, sát ý trong mắt Lôi Đình và phá giáp tan biến, ánh mắt trở nên đờ đẫn, cơ thể xông về phía con ác thú mất đi ý thức khống chế, theo quán tính ngã xuống, trượt trên mặt đất một đoạn. Nhưng ảnh hưởng của chiếc chuông chỉ duy trì được vài giây thì không thể duy trì được nữa lôi đình và phá giáp sau khi mất phương hướng trong chốc lát đã hoàn hồn không dám đến gần con ác thú nữa thân hình nhanh chóng lùi lại tránh xa xem ra vừa rồi chúng ta bị thứ này che mất cảm giác nghe phân tích của lôi đình phá giáp không trả lời chỉ gật đầu lạnh lùng nhìn xa xa con ác thú đang tiếp tục thu nhỏ trong tay phá giáp xuất hiện thêm một viên ám khí sau đó đột nhiên bắn về phía con ác thú ám khí bay một đoạn thì biến mất ngay lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt con ác thú ầm ám khí nổ tung cơ thể con ác thú bị hất tung thấy công kích tầm xa có hiệu quả lôi đình lúc này cũng giơ tay lên chỉ thấy trong tay hắn miệng hồ quang quấn quanh vung tay lên lôi đình từ lòng bàn tay phun ra trên không trung vạch ra quỹ đạo không cố định ầm ầm rơi xuống cơ thể con ác thú con ác thú hôn mê lập tức run rẩy tiếp theo phá giáp và lôi đình liên tục ra tay cố gắng lợi dụng thuật pháp và ám khí để bóp chết con ác thú, ngăn không cho con ác thú tỉnh lại mang đến tai họa diệt vong cho bọn họ. Nhưng thế công của bọn họ chỉ duy trì một lúc thì dừng lại. Lôi đình mới được tái sinh dù sao cũng đã mất đi chiến lực trước đây, lõi nguồn sấm sét mới tu luyện trong cơ thể căn bản không tích trữ được bao nhiêu năng lượng, không thể giống như lúc chỉ huy quân đoàn Bạch Ngân vung tay khống chế vạn đạo lôi đình rửa sạch đại địa bây giờ hắn chỉ phóng ra vài đạo lôi đình là đã vắt kiệt năng lượng trong cơ thể tình hình của phá giáp cũng rất giống ám khí năng lượng của phá giáp đều do tiểu u chế tạo nhưng tiểu u luôn lười biếng tâm trạng chế tạo ám khí rất thấp chỉ khi phá giáp thúc giục mới miễn cưỡng ra tay sau vài đợt tấn công ám khí của phá giáp đã tiêu hao hết thế công tầm xa vì thế mà kết thúc nhưng công kích tầm xa của bọn họ không phải không có hiệu quả tốc độ thu nhỏ của con ác thú rõ ràng nhanh hơn để phục hồi thương thế con ác thú đã ăn thêm nhiều năng lượng máu thịt lôi đình và những người khác không thể tiếp tục tấn công nữa bọn họ hướng mắt về phía phong kỳ bọn họ cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong cái kén đen bọn họ cũng biết về quá trình tu luyện đăng thần khiêu chiến của phong kỳ hiểu rằng phong kỳ rõ ràng đã đột phá đang trong quá trình tái sinh bên trong cái kén đen máu thịt của phong kỳ được đúc lại cơ bắp trở nên săn chắc hơn cả độ dẻo dai và sức mạnh đều được cải thiện đáng kể lúc này phong kỳ vẫn đang hôn mê mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài không biết thời gian trôi qua bao lâu khi phong kỳ từ từ mở mắt đôi mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ tinh khí thần hợp nhất cái kén đen ầm ầm vỡ tan hóa thành sương mù đen dày đặc lan tỏa phong kỳ vung tay Sương mù đen lan tỏa tụ lại về phía tay phải của hắn, ma đao lại hiện ra. Ma đao được giải phong 3 lần, trước đây hắn cầm rất nặng, vung lên rất dễ bị trật khớp tay, cần tiêu hao rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng khống chế được nhưng bây giờ hắn không còn cảm giác đó nữa. Hoàn thành quá trình đúc lại máu thịt, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được ma đao được giải phong 3 lần, thể chất tăng trưởng bùng nổ, trực tiếp bỏ qua nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm khổ tu. Hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên là đại nạn không chết, ác sẽ trở nên mạnh mẽ. Lúc này, ý thức Tiêu Cực xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt yếu ớt nói: "Đại ca, năng lượng của em tiêu hao nghiêm trọng, cần vào trong thức hải của anh tĩnh dưỡng một thời gian." Nhìn vào ý thức Tiêu Cực có khuôn mặt giống hệt mình, Phong Kỳ lúc này gật đầu: "Được." Nói xong, hắn thả lỏng tâm trí. Ý thức Tiêu Cực không do dự, lập tức chui vào mi tâm của hắn sau khi tiến vào thức hải tinh thần thì rơi vào trạng thái ngủ đông. Cảm nhận được hơi thở của ý thức tiêu cực dần dần thu lại, Phong Kỳ nhìn về phía tay trái của mình. Ký ức trong trạng thái mất kiểm soát vẫn còn, hắn biết rõ mình đã trải qua những gì. Ý thức tiêu cực đã cho hắn mượn sức mạnh của mình, trong cơ thể hắn đã sinh ra một nhân cách tiêu cực, nhân cách này có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của cảm xúc tiêu cực, đồng thời sao chép ma đao, đèn ra một thanh quỷ đao có thể tấn công ý thức tinh thần. Tay trái chém hồn, tay phải chém thân. Sức mạnh của cảm xúc tiêu cực kết hợp với sức mạnh của ma đao, lúc đó hắn chính là sát thần. Quỷ đao tấn công hiểm hóc, kỳ lạ, kết hợp với đòn chí mạng tàn bạo của ma đao, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng hắn có thể tiến vào trạng thái kỳ diệu này hoàn toàn là do chịu ảnh hưởng của chiếc chuông bí ẩn nếu không phải chiếc chuông che giấu ý thức chủ nhân của hắn thì ý thức tiêu cực căn bản không thể áp chế ý thức chủ nhân cũng không thể cùng ý thức chủ nhân chia sẻ cảm giác với thế giới bên ngoài rất có khả năng là ý thức chủ nhân tiếp tục áp chế ý thức tiêu cực khiến ý thức tiêu cực không thể phát huy hết sức mạnh dù sao thì ý thức chủ nhân mạnh hơn ý thức tiêu cực rất nhiều nhưng trước sức mạnh bí ẩn của chiếc chuông rõ ràng ý thức tiêu cực có sức bền hơn vì vậy trạng thái cân bằng kỳ diệu này hoàn toàn là do sự tình cờ tạo nên lần trải nghiệm này khiến trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ liệu việc kiểm soát sức mạnh của cảm xúc tiêu cực có phải là một con đường phát triển khả thi hay không nếu có thể sử dụng sức mạnh của cảm xúc tiêu cực rõ ràng hắn có thể đạt được sự tiến bộ đáng kể về sức mạnh vừa rồi hắn chỉ sử dụng sức mạnh của ý thức tiêu cực nếu là sức mạnh của cảm xúc tiêu cực của chính hắn cường độ rõ ràng sẽ tăng lên vài bậc sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng vọt nghĩ theo cách này giải quyết vấn đề cảm xúc tiêu cực có lẽ không nhất thiết phải loại bỏ nó giống như khi tể lâm biên soạn tâm pháp tinh thần phủ lâm câu đầu tiên trên dòng đầu tiên của tâm pháp có viết ác quỷ bị đè nén trong lòng cũng có thể là vũ khí mạnh nhất của ngươi sức mạnh của cảm xúc tiêu cực vô cùng đáng sợ nhưng nếu có thể biến mối nguy hiểm tiềm ẩn này thành vũ khí của mình hắn không cần phải lo lắng về việc tích tụ cảm xúc tiêu cực nữa mỗi lần tích tụ ngược lại sẽ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng phong kỳ cũng hiểu rằng muốn kiểm soát sức mạnh của cảm xúc tiêu cực hắn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề chỉ dựa vào tâm pháp nửa vời phủ lâm do tể lâm biên soạn là chưa đủ tâm pháp này thậm chí không thể giải quyết được cảm xúc tiêu cực trong lòng chính tể lâm huống chi là biển cảm xúc tiêu cực như địa ngục vực sâu trong lòng hắn vì vậy con đường hoàn thiện tâm pháp tiêu cực này còn rất gian nan về phương diện này hắn sẽ giao cho ý thức tiêu cực chịu trách nhiệm sau khi trở về tinh thành cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của viện nghiên cứu tinh hồng lâm nhiễm và những người đồng hành khác nhưng sự phát triển của loài người trong lĩnh vực tinh thần vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu khả năng lớn là không giúp ích được nhiều ngoài vấn đề tâm pháp kiểm soát sức mạnh của cảm xúc tiêu cực còn một vấn đề nữa chắc chắn phải giải quyết làm thế nào để nhân cách chủ nhân hòa hợp với nhân cách tiêu cực chỉ có làm được điều này hắn mới có thể tiến vào trạng thái tu la nửa ma nửa quỷ. Dưới sự mạnh mẽ của nhân cách chủ nhân, nhân cách tiêu cực chỉ bị đè nén. Muốn mở cùng lúc hai nhân cách, chắc chắn phải để nhân cách chủ nhân bị che giấu, như vậy nhân cách chủ nhân mới mượn sự cảm nhận bên ngoài của nhân cách tiêu cực, lựa chọn hòa hợp với nhân cách tiêu cực. Lần này có thể hòa hợp hoàn hảo, hoàn toàn là do chịu ảnh hưởng của chiếc chung. Nghĩ đến đây, Phong Kỳ nhìn về phía con ác thú ở xa, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Con ác thú cao 7-8 mét ban đầu thực sự đã thu nhỏ lại chỉ còn 1 mét và thể tích vẫn đang tiếp tục thu nhỏ. Đại ca Ngay khi Phong Kỳ đang nghi ngờ, tiếng hét của Tiểu U vang lên bên tai. ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu U lơ lửng không xa, trên mặt đầy nước mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đại ca, vừa rồi em mơ thấy anh chết. Chỉ là mơ thôi, không phải thật vâng đại ca tiểu u phấn khích giơ tay lên treo hò ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu u lôi đình đang nhìn hắn với vẻ khinh thường phá giáp mặt lạnh như băng không biểu lộ cảm xúc trên mặt cuối cùng tầm mắt của hắn trở lại con ác thú bước tới bên cạnh con ác thú hắn ngồi xuống bắt đầu kiểm tra tình hình của con ác thú phát hiện phong kỳ đến gần con ác thú mà không bị chung khống chế Lôi Đình và Phá Giáp lập tức đi theo hắn đến bên cạnh. Nhìn con ác thú vẫn đang co lại, Lôi Đình lúc này lên tiếng, nó đang tiêu hóa máu thịt của chính mình để chữa thương, điều này có phần giống với phương pháp hóa thể Lôi Đình của tộc ta, đều là thông qua việc ăn máu thịt của chính mình để tái tạo cơ thể. Phong Kỳ gật đầu, sau đó giật mạnh chiếc chuông màu xanh trên cổ con ác thú xuống. Hắn không quan tâm con ác thú sống hay chết nhưng hắn rất thèm chiếc chuông bí ẩn này. Thay đổi nhận thức che giấu ý thức thậm chí có thể tạo ra ảo cảnh ý thức chức năng thực sự đáng kinh ngạc nếu hắn đoán không nhầm thì đây là một thần vật kỳ tích lúc này giọng nói của ma đao vang lên trong đầu hắn không phải kỳ tích hẳn là một thần khí bắt chước kỳ tích là một loại vũ khí đặc biệt cung cấp với ta bắt chước phong kỳ kinh ngạc đúng vậy nếu thực sự là thần vật kỳ tích thì nhận thức đã bị thay đổi không thể khôi phục được ý là sao phong kỳ cao mày ví dụ như vừa rồi tiểu u và những người khác bị thay đổi nhận thức nhưng sau khi con ác thú hôn mê phần bị thay đổi đã biến mất họ trở lại bình thường điều này khác biệt rõ rệt so với thần vật kỳ tích có thể sửa đổi quy tắc ngoài ra ta đã dùng ý thức kiểm tra cường độ của chiếc chuông căn bản không đạt đến cấp độ của thần vật kỳ tích ta có thể chém nát nó nghe lời giải thích của ma đao phong kỳ đột nhiên nhớ ra mê vụ chi chủ cũng từng nói quan điểm tương tự hắn nói chỉ có thần vật kỳ tích mới có thể chế ngự được thần vật kỳ tích ý của câu này là nói sức mạnh của vật phẩm kỳ tích không thể bị bất kỳ sinh vật nào cản lại trừ khi mục tiêu cũng có thần vật kỳ tích ví dụ như thần chủ của vân thượng thần điện sở hữu phong ấn kỳ tích hiệu quả của vật phẩm kỳ tích này là phong ấn ý thức khiến mục tiêu ngay lập tức rơi vào trạng thái che giấu ý thức bất kỳ sinh vật nào đối mặt với sức mạnh của phong ấn kỳ tích đều không thể miễn trừ trừ khi người bị phong ấn cũng nắm giữ vật phẩm kỳ tích ví dụ như ý chí kỳ tích trong cơ thể mê vụ chi chủ lúc đó mê vụ chi chủ bị phong ấn kỳ tích che giấu đã dựa vào sức mạnh của ý chí kỳ tích để thoát khỏi sự giam cầm ý thức của phong ấn kỳ tích chỉ dựa vào năng lực của mê vụ chi chủ thì rõ ràng không thể thoát ra được hắn cũng từng trải qua việc bị phong ấn khi chú ấn phong ấn được đóng dấu trên cơ thể hắn ngay lập tức mất đi mọi cảm giác ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể quỳ vậy muốn chống lại vật phẩm kỳ tích bản thân cũng phải sở hữu vật phẩm kỳ tích trừ khi đạt đến cảnh giới sức mạnh ngang bằng trụ thần nếu không thì vật phẩm kỳ tích sẽ không có khả năng bị phản chế trước bất kỳ sinh vật nào không mang theo vật phẩm kỳ tích ví dụ phong ấn kỳ tích được sử dụng với mục tiêu có sức mạnh gấp trăm lần liệt thiên thần chủ nhưng mục tiêu này không có vật phẩm kỳ tích vậy thì phong ấn sẽ có hiệu lực ngay lập tức mục tiêu sẽ chìm vào ý thức không có cách nào phản kháng đây là một loại sức mạnh sửa đổi quy tắc hiệu quả thay đổi nhận thức của chiếc chuông bí ẩn sẽ tự động khôi phục nếu không có sự can thiệp của vật phẩm kỳ tích chứng tỏ việc thay đổi nhận thức do chiếc chuông giải phóng chỉ là tạm thời vì vậy chứng tỏ đây là một kỳ tích giả không phải là thần vật kỳ tích thực sự sau khi hiểu rõ nguyên nhân hắn nhìn chiếc chuông màu xanh trên tay không khỏi thở dài hắn vốn tưởng rằng mình có thể có được một vũ khí lợi hại có thể sửa đổi quy tắc nhưng không ngờ đó chỉ là một kỳ tích giả may mắn thay trong trận chiến này thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể chiếc chuông bí ẩn trong tay cũng không phải vô dụng nếu sử dụng tốt nó có thể giúp hắn đạt đến trạng thái hòa hợp giữa nhân cách chủ và nhân cách tiêu cực giúp hắn mở ra trạng thái tu la nhưng hắn không biết cách sử dụng chiếc chuông tiếp theo hắn bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng chiếc chuông nhưng dù hắn thử thế nào chiếc chuông cũng không phát ra tiếng động làm chấn động tâm hồn chẳng lẽ sử dụng chiếc chuông bí ẩn này còn cần một phương pháp đặc biệt nào đó bình thường thôi chiếc chuông này hẳn là do một tộc nào đó tham khảo vật phẩm kỳ tích để chế tạo vật liệu đúc tạo vô cùng quý giá chắc chắn có hạn chế ví dụ như ta nếu ta không đồng ý ngươi có thể sử dụng ta không nghe lời giải thích của ma đao phong kỳ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề muốn có được tấm vé mở ra trạng thái tu la rõ ràng hắn phải nắm được phương pháp sử dụng chiếc chuông bây giờ chỉ có con ác thú bí ẩn nằm trên mặt đất mới có thể giúp hắn nhìn con ác thú đã thu nhỏ lại bằng con chó sữa phong kỳ đưa tay áp lên đầu nó cảm nhận tình trạng cơ thể nó ý thức rời khỏi cơ thể con ác thú hắn phát hiện tình trạng của con ác thú rất tệ việc tự nuốt chửng máu thịt hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại nhưng cơ thể con ác thú mới chỉ phục hồi được một nửa vết thương vẫn chưa lành nếu con ác thú tiếp tục tự nuốt chửng mình nó sẽ tự ăn thịt mình hắn vốn định giết chết con ác thú nhưng đột nhiên không bình tĩnh được hắn không nghĩ ra cách sử dụng chiếc chung bí ẩn chỉ có con ác thú mới biết lúc này đương nhiên không thể để nó chết được nghĩ đến đây hắn đưa tay nắm chặt ma đao ngay lập tức mà đau hấp thụ máu của hắn chuyển hóa thành năng lượng khí huyết tinh khiết trào ra thông qua tay trái của hắn truyền vào cơ thể con ác thú con ác thú đang hôn mê được bổ sung năng lượng máu thịt tinh khiết cơ thể không còn nuốt chửng máu thịt của chính mình nữa việc thu nhỏ cũng dừng lại thời gian trôi qua con ác thú hôn mê dần có dấu hiệu tỉnh lại ngay cả khi phong kỳ không truyền năng lượng quá trình tự nuốt chửng cũng đã dừng lại khi con ác thú từ từ mở mắt nó phát hiện Phong Kỳ đang nhìn nó với vẻ mặt tươi cười. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, con ác thú sợ hãi lùi lại liên tục, lăn lộn và phát ra tiếng kêu non nớt. Nó nhìn Phong Kỳ với ánh mắt đầy sợ hãi. Cảnh tượng tra tấn trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực ập đến như mộng ỉm, khiến nó nhớ lại vòng luân hồi tuyệt vọng sống không bằng chết. Mặc dù Phong Kỳ không làm gì cả nhưng nó như thể lại nghe thấy tiếng cười điên cuồng, lạnh lùng vang lên trong đầu, mãi không tan dưới màn đêm trước bãi cát ma đao trong tay phong kỳ liên tục chém về phía mặt biển mặc dù không phóng ra đao khí nhưng cơn gió lốc do ma đao vung lên cũng có thể tạo ra sóng lớn va chạm với những con sóng liên tiếp ập đến từ mặt biển bắn tung tóe những bọc sóng trắng xóa sau khi liên tục chém hai nghìn nhát tráng phong kỳ lấm tấm mồ hôi kết thúc quá trình luyện chém hắn dừng tay lại ánh mắt nhìn về phía bầu trời cuối biển những vì sao dưới màn đêm tụ lại thành dải ngân hà, như một thác nước cuồn cuộn treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời. Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là thế giới loài người, mà là cảnh vật trong thế giới lĩnh vực. Những vì sao ở đây không phải là những vì sao của thế giới loài người, mà là một loại sinh vật đặc biệt biết bay, chúng tụ tập lại, tạo thành dải ngân hà. Cúi đầu nhìn xuống mặt biển, nước biển lấp lánh những tinh thể màu xanh lam đó là những đợt sóng thủy triều do sinh vật phù du tụ lại không ngừng vỗ vào bãi cát quay đầu nhìn lại phía sau tiểu u vùi đầu vào cát nằm dài trên mặt đất ngủ say trong một tư thế kỳ lạ bên kia lôi đình và ý thức tiêu cực đang đấu khẩu hàng ngày trút bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình thỉnh thoảng còn ra tay đánh nhau cãi nhau gần như trở thành một phần quan trọng trong hành trình của lôi đình và ý thức tiêu cực ánh mắt đảo qua phía xa phá giáp đang vác một cây cổ thụ to lớn đang tập thể lực mồ hôi không ngừng chảy trên trán anh ta nhưng anh ta vẫn nghiến răng chịu đựng trong số các thành viên trong nhóm phá giáp luôn là người chăm chỉ nhất những tháng ngày gian khổ trong mỏ đã khiến phá giáp hiểu được một điều chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi sự bắt nạt áp bức và chỉ có thực lực mới có thể có được tự do thực sự vì vậy anh ta khao khát trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hạt giống báo thù cũng theo sức mạnh của anh ta mà lớn lên từng ngày cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chú chó con màu đen đang nằm cách đó không xa có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của hắn chú chó con đột nhiên đứng dậy nhìn về phía hắn ánh mắt chạm nhau trong mắt chú chó con hiện lên nỗi sợ hãi không thể che giấu theo bản năng lùi lại mấy bước sau đó ngoan ngoãn thè lưỡi ra vẻ nịnh nọt chú chó con chính là con ác thú mà phong kỳ đã cứu hai tháng trước về bí mật của nó, Phong Kỳ đã hiểu rõ. Tên của chú chó con là Thái Hành. Ban đầu là con cháu của thần thú trấn tộc Thái Ảnh tộc, cũng từng là thần thú trấn tộc đời tiếp theo của Thái Ảnh tộc. Trong lời kể của chú chó con Thái Hành, nguồn gốc của Thái Ảnh tộc là 900 năm trước, tổ tiên của nó đã gặp một thiếu niên. Lúc đó tổ tiên của nó bị thương nặng, không thể cử động, vốn tưởng rằng mình bị thương nặng sẽ bị thiếu niên giết chết nhưng không ngờ thiếu niên không những không có ác ý với tổ tiên của nó ngược lại còn chủ động cứu chữa từ đó kết duyên trong những năm tháng sau đó dưới cuộc chiến tàn khốc giữa các chủng tộc bộ tộc của thiếu niên bị đánh tan tổ tiên của thái hành liều chết cứu thiếu niên rồi cùng thiếu niên bắt đầu cuộc sống lang thang giống như nam chính trong tiểu thuyết thiếu niên bắt đầu trưởng thành nhanh chóng dưới sự đồng hành của tổ tiên thái hành trong thời gian đó thiếu niên đã du ngoạn nhiều thế giới tầng và tình cờ có được một thần vật kỳ tích từ đó thời đại trỗi dậy của thiếu niên bắt đầu trong thời gian đó thiếu niên đã tìm thấy một số tộc nhân thất lạc và lấy tên chủng tộc của mình cùng tên tổ tiên thái hành để làm ví dụ thành lập một thế lực mới thái ảnh tộc để cảm ơn tổ tiên thái hành đã đồng hành cũng để tình bạn giữa họ được hậu thế kế thừa khi thái ảnh tộc mới thành lập thiếu niên đã định ra quy củ hậu duệ của tổ tiên Thái Hành sẽ được coi là thần thú trấn tộc của Thái Ảnh tộc, hưởng đại ngộ cao nhất trong tộc. Nhưng không có triều đại nào có thể trường tồn, câu nói này cũng áp dụng cho Thái Ảnh tộc. Họ may mắn vượt qua thử thách của thông thiên lộ, 200 năm đầu tiên sau khi đến thế giới loài người, sự phát triển của họ cũng rất thuận lợi, xung quanh không gặp phải kẻ địch mạnh nào. Trong thời gian ngắn, Thái ảnh tộc đã phát triển mạnh mẽ gấp nhiều lần. Nhưng bất ngờ vẫn xảy ra. Tình cờ nghe được từ miệng những thế lực mới bị nô dịch rằng ở phía bắc, vượt qua 12 lĩnh vực, có một mỏ đá quý Thiên Nguyên, vương của Thái ảnh tộc đã động lòng. Lúc đó, Thái ảnh vương không hành động thiếu suy nghĩ, mà trước tiên đã cử một đội đi điều tra tình hình chiến lực ở đó. Khoảng 3 năm sau, Thái ảnh vương nhận được tin phản hồi. Sự thật đúng như lời tên nô lệ kia nói, bộ tộc ở khu mỏ đó đã gặp phải thất bại nặng nề ở Thông Thiên Lộ, đã không còn tự lo nổi cho mình. Căn bản không thể giữ được núi vàng dưới chân. Trước sự cám dỗ, Thái Ảnh Vương đã động lòng. Cuộc cạnh tranh giữa các chủng tộc quá tàn khốc, muốn có tương lai, bước tiến của Thái Ảnh tộc vẫn còn quá chậm. Trước cơ hội bày ra trước mắt, Thái Ảnh Vương không muốn bỏ lỡ, quyết định đánh cược một phen. Để chiếm được khu mỏ Thiên Nguyên, Thái Ảnh Vương đã huy động toàn bộ sức mạnh của bộ tộc để phát động chiến tranh. Vì trận chiến này, thái ảnh vương thậm chí còn lấy ra bảo vật trấn tộc mộng yểm linh cũng chính là vật phẩm kỳ tích mà tộc trưởng sáng lập thái ảnh tộc tình cờ có được lần xuất chinh này cha của thái hành cũng theo chân kết quả của trận chiến này vẫn chưa được biết sau khi thái ảnh vương dẫn quân đi thì không bao giờ trở về nữa trong thời gian đó trong thành lan truyền rất nhiều tin tức có người nói rằng thái ảnh vương đã gặp phải một bộ tộc mạnh cũng đến cướp quặng khi cướp khu mỏ thiên nguyên mặc dù có phép màu gia trì nhưng bộ tộc đến lại mang theo nhiều vật phẩm kỳ tích hơn mạnh hơn dưới sự nghiền nát của sức mạnh tuyệt đối thái ảnh tộc toàn quân bị diệt không một ai trở về còn có rất nhiều lời đồn kỳ lạ khác nhưng sự thật là thái ảnh vương và cha của thái hành không trở về sau nhiều năm chờ đợi trong lo lắng những người còn lại của thái ảnh tộc trong thành đã gần như suy sụp trong thời gian đó có tộc nhân thành lập đội nhỏ đi điều tra tình hình nhưng cũng đều đi mà không trở lại cuối cùng những tộc nhân còn lại của thái ảnh không chịu nổi áp lực cũng không còn hy vọng vào tiền tuyến nữa đành mang theo tài nguyên tạm thời rút lui đi xa lưu lạc tránh cuộc chiến diệt tộc có thể xảy ra thái hành cũng bị thuyết phục rời đi nhưng nó đã không làm như vậy nó muốn tiếp tục chờ cha trở về chờ người của thái ảnh tộc trở về một lần chờ đợi này là hơn 30 năm. Nó may mắn không gặp phải cuộc chiến xâm lược nhưng cũng không đợi được cha và quân đội Thái ảnh trở về. Còn chiếc chuông đeo trên cổ Thái Hành chính là bản sao của mộng yểm linh kỳ diệu. Ý tưởng chế tạo mộng yểm linh ban đầu là do Thái ảnh vương đời đầu đưa ra. Trong thời gian lưu lạc cùng tổ tiên của Thái Hành, tổ tiên của Thái Hành đã nhường lại cơ hội có được vật phẩm kỳ tích. Thái ảnh vương luôn ghi nhớ tình cảm này trong lòng hắn cảm thấy những gì mình có được tổ tiên của thái hành cũng nên có vì vậy khi đó đã có ý tưởng chế tạo bản sao mộng yểm linh nhưng quá trình chế tạo đầy thách thức thái ảnh vương đời đầu đến lúc lâm chung cũng không thể hoàn thành công trình chế tạo bản sao mộng yểm linh ý chí của hắn được tộc nhân kế thừa chế tạo mộng yểm linh đã tiêu tốn công sức của thái ảnh tộc mấy thế hệ trong quá trình đó đã tiêu tốn rất nhiều linh tài mới chế tạo thành công mặc dù bản sao mộng yểm linh kém xa công hiệu của mộng yểm linh nhưng cũng có công hiệu sửa đổi nhận thức tạo ra ảo cảnh nhận thức bản sao được chế tạo ra này được tặng cho dòng dõi thái hành hơn nữa mộng yểm linh này có chức năng nhận chủ bằng huyết mạch chỉ có dòng dõi thái hành mới có thể sử dụng ngay cả người thái ảnh tộc cũng không thể dùng phương pháp đặc biệt để thúc đẩy nó trong những năm tháng sau đó dòng dõi thái ảnh mang theo mộng yểm linh chính phẩm dòng dõi thái hành mang theo mộng yểm linh bản sao nghe thái hành kể lại phong kỳ mới hiểu tại sao trong thành phố trống rỗng không có bất kỳ sinh vật nào hóa ra những tộc nhân còn sót lại trong thành đã sớm chạy trốn chỉ có thái hành ở lại nó rải giấy vàng trong thành dùng cách của thái ảnh tộc để tế bái những vong hồn đã chết không trở về trong những năm tháng cô đơn thái hành đã vô số lần mơ thấy thái ảnh vương và cha mình đi dưới ánh trăng từ ngoài thành vào phía sau là quân đội thái ảnh trở về sau khi xuất chinh nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ là một giấc mộng trong thời gian đó để bảo vệ thành phố này nó đã giết chết nhiều thế lực xâm lược lang thang và dùng mộng yểm linh sửa đổi nhận thức của chúng biến chúng thành những sinh vật chết chóc theo nhận thức của chính chúng cùng nó bảo vệ thành phố không người này cũng giúp nó dọn dẹp thành phố này mặc dù hy vọng mong manh nhưng trong thâm tâm thái hành vẫn mong đợi một tia khả năng bất kể khi nào thành phố này cũng sẽ chào đón những chiến binh trở về sau khi xuất chinh bằng diện mạo mới nghe thái hành kể câu chuyện của mình phong kỳ im lặng hồi lâu trên thế giới này không có đúng sai thực sự chỉ có những sinh mệnh không ngừng đấu tranh vì tương lai và sự trỗi dậy của chủng tộc nhưng không có đúng sai mới là sự tàn khốc lớn nhất đây cũng là lần đầu tiên phong kỳ biết được hai chủng tộc có thể chung sống hòa bình và cùng nhau xây dựng nên một thế lực nhưng hắn biết tình cảm của tổ tiên hai tộc không phải là yếu tố then chốt để hai thế lực có thể chung sống hòa bình hắn cảm thấy rất có thể là số lượng hậu duệ của dòng dõi thái hành này rất ít căn bản không đủ để ảnh hưởng đến bước tiến phát triển của dòng dõi thái ảnh vì vậy ý nghĩa lớn hơn của dòng dõi thái hành này trong quá trình phát triển lịch sử chính là một loại vật may mắn cũng là một cột mốc trong quá trình phát triển của chủng tộc nếu là hai chủng tộc ngang sức ngang tài chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp vì vấn đề lợi ích nói là chủng tộc do hai tộc cùng quản lý nhưng đã từng thấy hậu duệ của dòng dõi thái hành này trở thành thái ảnh vương chưa cái gọi là thần thú truyền thừa vốn dĩ là một sự bất công nhưng có một điều không thể nghi ngờ thái ảnh tộc thực sự đã hòa nhập vào nhau vì tình cảm của tổ tiên hai tộc đi qua nhiều lĩnh vực như vậy đây là trường hợp duy nhất hắn từng thấy thông qua lời kể của thái hành phong kỳ còn biết được rằng chỉ có dòng dõi thái hành mới có thể nắm được phương pháp sử dụng mộng yểm linh bản sao bị hạn chế bởi huyết mạch đây cũng là lý do hắn mang thái hành bên mình thái hành bây giờ là chìa khóa để hắn mở ra hình thái tu la cũng chỉ có thái hành mới có khả năng sử dụng mộng yểm linh bản sao nhưng dường như ảo cảnh địa ngục tiêu cực đã gây ra bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho thái hành bây giờ thái hành nhìn hắn luôn tràn đầy sợ hãi thậm chí còn thường xuyên mơ thấy ác mộng rơi vào địa ngục tiêu cực sau một trận gào thét dữ dội thì tỉnh giấc phong kỳ cũng bất lực với điều này càng không có cách giải quyết nào chỉ có thể dùng thời gian để xoa dị vết thương lòng của thái hành bây giờ mối quan hệ giữa thái hành và tiểu u lại vô cùng hòa hợp thậm chí còn chủ động để tiểu u cưỡi trên lưng mình nhưng đối với hắn thái hành lại càng sợ hãi hơn sự gia nhập của thái hành cũng khiến số lượng thành viên trong đội tăng thêm một mặc dù thực lực tổng hợp của đội hiện tại không mạnh nhưng đối với tương lai phong kỳ vẫn luôn ấp ủ hy vọng tổ chức có vẻ lỏng lẻo này dần dần có được sức mạnh đoàn kết trong suốt hành trình mỗi thành viên đều có tiềm năng phát triển không nhỏ có lẽ sẽ mang đến cho hắn bất ngờ đồng thời đội này cũng là trợ thủ đắc lực để hắn khiêu chiến kiếm tịch thậm chí sau khi giết chết kiếm tịch hắn vẫn tiếp tục khiêu chiến kẻ địch mới hắn muốn đi xa hơn trên con đường hy sinh này kiếm tịch không nên là điểm dừng chân dưới bầu trời đầy sao phong kỳ giang rộng hai tay nằm trên bãi cát lắng nghe tiếng sóng biển nhấp nhô những dây thần kinh căng thẳng hiếm khi được thả lỏng không biết từ lúc nào phong kỳ đã ngủ thiếp đi sau một thời gian dài không ngủ trong lúc đó nước biển dâng lên vô số màu xanh lam trong suốt bao quanh cơ thể hắn biểu cảm của phong kỳ cũng dần dịu lại trong giấc ngủ không biết qua bao lâu ánh sáng ban mai chiếu vào mặt đánh thức hắn khỏi giấc ngủ. Cúi đầu nhìn xuống ngực, không biết Tiểu U đã đến từ lúc nào, lúc này đang đội mũ rơm nằm ngủ trên ngực hắn, khóe miệng còn vương lại vẻ trong trẻo quen thuộc. Xoa xoa đầu Tiểu U, hắn ngồi dậy. Nhìn về phía mặt biển nơi mặt trời đỏ đang mọc, hắn biết một hành trình mới sắp bắt đầu. Muốn vượt qua lĩnh vực này, phải vượt biển. Tiểu U và những người khác có khả năng bay, có thể bay qua nhưng hắn thì không. Ngự thân thuật có thể giúp hắn bay một đoạn nhưng muốn dựa vào ngự thân thuật để vượt biển thì hắn rõ ràng chưa có khả năng đó. Gánh theo Ma Đao bơi qua biển rộng vô tận, vừa là thử thách ý chí, vừa là thử thách thể lực của hắn. Nhưng hắn không chọn đường vòng, hắn coi việc vượt biển là một thử thách trong hành trình. Sau một tiếng hô, phá giáp, Lôi Đình và những người khác tụ lại. Tiểu U cũng tỉnh dậy lúc này, dụi đôi mắt ngái ngủ gọi một tiếng đại ca, rồi cúi người bay lên không trung xuất phát được tiểu u lúc này nắm chặt tay biểu cảm nghiêm túc đi trong làng nước thủy triều nhấp nhô phong kỳ bước từng bước về phía tận cùng của biển tiểu u và những người khác đi theo sau hắn vượt biển là một quá trình gian nan trong quá trình đó cứ mỗi lần phong kỳ bay một đoạn hắn lại rơi xuống nước dựa vào sức bơi để tiến về phía trước phá giáp cũng thỉnh thoảng rơi xuống nước bơi theo hắn đến khi sức lực cạn kiệt phá giáp mới đeo lại mặt nạ bay. Chỉ có tiểu u lười biến, lôi đình chán nản và thái hành là bay suốt cả quá trình. Mặt trời lặn rồi lại mọc. Hành trình này dường như không có hồi kết. Phong kỳ đã kiệt sức nhiều lần nhưng đều dựa vào ý chí để vượt qua. Trong quá trình này, đăng thần khiêu chiến tu luyện đã được mở ra trong thời gian ngắn, bổ sung thể lực cạn kiệt của hắn. Càng hiểu rõ nguyên lý tu luyện khiêu chiến của Ma Đao, phong kỳ càng cảm thấy tiềm năng của ma đao là vô hạn hắn không hề nghi ngờ rằng một ngày nào đó ma đao có thể đạt đến cảnh giới ngang bằng vật phẩm kỳ tích theo lời của mộ trảo thần vật kỳ tích chỉ là sự tiếp nối sức mạnh của trụ thần kỷ nguyên mà chúng ta đang sống hiện tại thực sự không tồn tại sức mạnh có thể sánh ngang với trụ thần nhưng tương lai chắc chắn sẽ có đặc biệt là ở vòng chung kết tương lai nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất lúc đó chắc chắn sẽ có chiến lược ngang bằng cấp trụ thần ra đời trong các cường tộc. Hắn không rõ trên dòng thời gian bình thường, Ma Đao trong tương lai đã đi đến đâu nhưng hắn biết rằng 1.500 năm sau, Ma Đao chắc chắn vẫn còn. Có lẽ Ma Đao cũng giống như mê vụ chi chủ, tiếp tục tiến bước trong cuộc cạnh tranh tàn khốc. Hắn đã từng hỏi Ma Đao, nếu đánh bại kiếm tịch thì sẽ làm gì? Câu trả lời của Ma Đao là, tiếp tục khiêu chiến những kẻ mạnh hơn, cố gắng chém nát thêm vài thần vật kỳ tích con đường mà ma đao lựa chọn đã định sẵn rằng nó không thể quay đầu bởi vì đăng thần khiêu chiến tu luyện sẽ không có hồi kết chiến đấu cho đến khi bị mài mòn đó mới là điểm dừng chân duy nhất của ma đao đôi khi phong kỳ không khỏi đoán già đoán non có lẽ ma đao thực sự có thể đạt đến cảnh giới của trụ thần trở thành một trong những cổ vương mạnh nhất trước khi đại thế giáng lâm nhưng tương lai luôn đầy bất trắc những gì sẽ xảy ra trong tương lai xa hơn 1.500 năm, hắn cũng chưa từng thấy.